Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Kênh Military Summary đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine AFU vẫn đang cố gắng tiến về mặt trận Kursk. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin xác nhận nào về việc họ giành được chiến thắng tại thực địa. Quân đội Nga cũng đang tiến hành thêm các cuộc phản công cùng lúc, nhưng hiện tại tuyến đầu khá ổn định và không có đột phá lớn nào được ghi nhận. Trên hướng Lipsi thuộc vùng Kharkov, hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Nga đã kiểm soát được các vị trí đầu tiên dọc theo các ngôi nhà dân sinh. Theo một blogger người Ukraine, quân đội Nga đã đột phá 400 mét về phía tây của làng Kalinovka theo hướng Chasovya và kiểm soát các vị trí mới. Tại Pokrovsk, phía Nga được cho là đã kiểm soát được các vị trí tại Hienik và theo một số nguồn tin, việc vùng kiểm soát của Nga có thể lớn hơn dự tính của phía Ukraine quân đội Nga đang hình thành một vòng vây khá lớn bao vây lực lượng Kiev kẹt giữa Ukrainsk và Kranogorovka trên hướng Kurakhov. AFU được cho là đứng trước hai lựa chọn hoặc rút lui sớm để tránh bị loại bỏ toàn bộ hoặc kiên quyết tử thủ nhằm làm chậm bước tiến của Moscow. Kurakhov nằm ở phía tây Donetsk và cách Pokrovsk khoảng 30 km. Cả Kurakhov và Pokrovsk đều nằm trong số các mục tiêu chính trong cuộc tấn công tăng cường của Nga tại vùng Donetsk. Ông Naza Votenkov, phát ngôn viên tạm quyền của Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt số 33 của Ukraine cho biết, nếu Nga giành được Kurakhov thì lực lượng này có thể tiếp cận 8 vị trí chiến lược quan trọng ở thành phố. Ông nói thêm rằng hiện tại không có mối nguy hiểm nào như vậy. Lực lượng Nga chỉ đang cố gắng vô ích để làm điều gì đó tại đây, nếu chúng tôi thấy bất kỳ sự tiến lên nào thì những đoàn xe tăng, xe bọc thép sẽ tiến về phía các đơn vị của chúng tôi ở bên trái hoặc phải. Họ hiện chưa đạt được thành công nào. So với các khu vực Pokrovsk và Volida, Kurakhov nằm ở phía sau, ông Votenkov nói và trích dẫn tin từ dịch vụ giám sát Deep State. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn trên hướng Suza tại vùng Kursk. Theo ông, lực lượng của Kiev đang nỗ lực để ít nhất là giành được vị trí ở một giải đất nhất định bằng cách nào đó. Thiếu tướng Apti Alaudinov chia sẻ trên truyền hình Nga, các binh sĩ đã làm tốt công việc của mình trong suốt cả ngày theo hướng Suza, nơi chúng tôi đóng quân. Rất nhiều binh sĩ của đối phương đã bị loại bỏ. Đối phương cũng đã bắn về phía chúng tôi, nhưng không có một điểm nào mà họ có thể tiến xa được 100 mét đối phương đang trong tình thế thực sự khó khăn và tìm cách để ít nhất sẽ giành được một vị trí ở địa điểm hiện tại. Đồng thời, ông cho biết ông đã đến thăm sườn phải của quân đội Nga theo hướng Kursk gần các thành phố Rinsk và Lugov. Trước đó, Thiếu tướng Ati Alaudinov thông tin lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng Nikolaevo, Darino và Darino ở Kursk. Các làng này cách tiền tuyến cũ mà Ukraine thiết lập vào tháng 8. Hai ngôi làng ở phía tây của Kursk đã tạo ra vị trí thuận lợi để lực lượng Nga tấn công Sverdlikovo, nơi lực lượng Ukraine đang sử dụng làm trung tâm hậu cần. Thiếu tướng Apti Alaudinov nói, đồng thời tiết lộ lực lượng Nga cũng đang tiến vào miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga đang nhắm vào trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrovsk và cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Chasovya, nằm trên các ngọn đồi cao, cách Bakhmut, thành phố mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm khoảng 20 km về phía tây. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía đông. Trong mùa hè này, cả Nga và Ukraine đã dành nhiều nguồn lực quân sự để giành quyền kiểm soát các phần lãnh thổ của đối phương. Chiến dịch đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng 8 đã khiến Moscow bất ngờ, trong khi giúp Kiev có con bài mắc cả trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng trên các chiến trường chính ở phía đông Ukraine, Nga vẫn chiếm ưu thế. Ở đó, Nga đang nhắm tới hai mục tiêu chính sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế đáng kể là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phía đông và Chasovya, một cao điểm trong khu vực. Nga cũng đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố Toresk, Kurakhov và volera nhằm tận dụng kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Cả hai bên đều đang nỗ lực giành ưu thế trước tháng 11 năm 2024 khi thời tiết trở lạnh và mưa tuyết khiến các tuyến đường trở nên khó đi lại hơn. Đây cũng là thời điểm Mỹ quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất đối với Ukraine sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Mới đây nhất, kênh Reba cho biết lực lượng Moscow đã thực hiện những cuộc tấn công vào các mục tiêu của đối phương tại một số khu vực bao gồm Vinnytsia, Kiev và Kharkov. Về phía Liman, có bằng chứng về sự hiện diện của lực lượng Moscow tại Makivka gần nhà thờ Peter và Paul nằm bên bờ phải của sông Zerebes. Cùng lúc đó sở chỉ huy tiền phương của AFU ở Liman đã bị tấn công. Theo hướng Oleksandrovka, Kalinovo gần Chasovya, RFAF đã dọn sạch khu vực bờ đông kênh đào Siversky Donetsk Donbass, đông bắc Drusba, trong khi tại Zezinsk, quân đội Nga tiến về phía nam trại cải tạo. Tại Vremovka, thông tin về cuộc tấn công của lực lượng Moscow vào Huliaipol đã lan truyền trên Internet, nhưng trên thực tế, Cảnh quay được coi là cuộc tấn công chỉ xác nhận địa bàn kiểm soát được thiết lập tại khu vực này cách đây khoảng một năm. gia cũng là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi kiểm soát được Bakhmut vào năm 2023 sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến gia Đây là thành phố nhỏ với dân số khoảng 12.000 người nhưng nằm trên các ngọn đồi, có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc chẳng hạn như Kramatorsk và Sloviansk. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Toresk nằm ở rìa phía tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía tây của Chasovya. Ukraine đã điều động bộ binh án ngữ trong các tòa nhà ở bờ phía tây của kênh đào, nhưng các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ tấn công các phương tiện của Ukraine tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Kể từ cuộc xung đột với Nga tới nay, Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện luân phiên và hạn chế nguồn cung cấp điện cho một số khu vực trong nhiều giờ mỗi ngày. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine từ tháng 3 năm nay. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA nêu rõ, vào mùa hè năm nay, khi nhu cầu điện thường thấp hơn mùa đông, công suất phát điện của Ukraine đã giảm hơn 2 GW so với nhu cầu cao điểm là 12 GW. Báo cáo cảnh báo vào mùa đông lạnh giá nhu cầu điện cao điểm có thể tăng lên tới 18,5 GW. Ngay cả khi các nhà máy điện hạt nhân của đất nước hoạt động trở lại sau thời gian bảo dưỡng và với lượng điện nhập khẩu 1,7 GW từ các nước láng giềng châu Âu, thì tình trạng thiếu hụt nguồn cung của Ukraine vẫn có thể lên tới 6 GW vào mùa đông tới. Trong khi đó, Nga gần đây đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến nước này rơi vào tình trạng nguy hiểm khi thời tiết lạnh hơn đang đến gần. Giám đốc điều hành IEA Fatih Byron cho biết trong tuyên bố, hệ thống năng lượng của Ukraine đã vượt qua hai mùa đông trước nhờ vào sự kiên cường, can đảm và sáng tạo của người dân cùng với sự đoàn kết mạnh mẽ từ các đối tác quốc tế. Nhưng mùa đông này sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất mà họ phải đối mặt. IEA đã đề ra 10 biện pháp mà Ukraine và các đồng minh nên thực hiện để giải quyết các rủi ro đối với nguồn cung năng lượng của đất nước. Những biện pháp này bao gồm tăng cường an ninh vật lý và an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đẩy nhanh việc giao hàng thiết bị và linh kiện cho sửa chữa, đầu tư vào hiệu quả năng lượng và tăng cường khả năng nhập khẩu điện và khí tự nhiên từ Liên minh châu Âu. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Mỹ đang hợp tác với Ukraine để xây dựng lộ trình cho lưới điện sau xung đột với các công nghệ điện hạt nhân an toàn cũng như năng lượng tái tạo. Bà cho biết công suất điện hạt nhân mới có thể là một phần của lưới điện tương lai miễn là nó được thiết kế theo cách an toàn. Ukraine vận hành 9 lò phản ứng hạt nhân tại 3 nhà máy trên lãnh thổ do nước này kiểm soát, sản xuất hơn 55% nhu cầu điện của cả nước. Nhưng Kiev muốn mở rộng ngành này để bù đắp cho sự mất mát của 6 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị Nga kiểm soát ngay sau cuộc xung đột bùng phát năm 2022. Trước đó, Bộ Năng lượng Ukraine dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng 4 lò phản ứng điện hạt nhân mới tại nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky. Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom của Ukraine cũng đã ký một thỏa thuận với công ty Westinghouse của Mỹ để xây dựng thêm các lò phản ứng. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Latvia cho biết vừa qua, không quân nước này đã phát hiện một vật thể bay không xác định tiếp cận biên giới Latvia, Belarus và vượt qua biên giới gần quận Kraslava. Sau đó, các chiến đấu cơ của phái bộ tuần tra không phận NATO đã được lệnh cất cánh để chặn vật thể lạ. Sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì đáng ngờ, các máy bay này đã quay trở lại căn cứ sau đó hãng thông tấn leta đưa tin các thiết bị giám sát không phận đã xác định vật thể bay không xác định chỉ là một đàn chim loài chim cụ thể chưa được công bố thủ tướng latvia evika silina nhấn mạnh người dân cần được biết thông tin khi có vật thể lạ tiếp cận biên giới quốc gia bộ trưởng quốc phòng latvia andris prus xác nhận các chiến đấu cơ được lệnh xuất kích do ban đầu họ không thể xác định được vật thể đó là gì Trước sự việc này, Bộ Quốc phòng Latvia đã kêu gọi người dân báo cáo ngay lập tức bất kỳ vật thể hoặc hoạt động đáng ngờ nào xuất hiện ở biên giới bằng cách gọi đến đường dây nóng khẩn cấp quốc gia. Trước đó, hai quốc gia thành viên NATO là Romania và Latvia đã điều tra các trường hợp máy bay không người lái UAV của Nga xâm nhập hoặc rơi trên lãnh thổ của hai nước này. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thông báo một thiết bị bay không người lái quân sự của Nga đã bị rơi trên lãnh thổ nước này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Latvia, chiếc UAV nêu trên đã bay vào không phận của nước này từ Belarus, đồng minh thân cận của Nga và bị rơi tại thành phố Rezikne. Còn Bộ Quốc phòng Rumani thông báo, hệ thống giám sát bằng radar của Rumani cũng phát hiện theo dõi đường đi của UAV xâm nhập vào không phận quốc gia này và sau đó đi về phía Ukraine. Rumani đã điều hai chiến đấu cơ F-16 để theo dõi sự việc. Người dân tại khu vực Tunisia và Constanta được cảnh báo tìm chỗ trú ẩn. Hai vụ việc trên khiến giới chức hai nước kêu gọi thực hiện các biện pháp phối hợp để ngăn chặn các sự việc xâm nhập trên không của Nga. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics cảnh báo số lượng vụ việc xâm nhập đường không đang gia tăng dọc theo sườn phía đông của NATO và kêu gọi khối quân sự này phải cùng nhau giải quyết tình hình. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết quyết định hạ lãi suất chuẩn 0,5% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, là một động thái chính trị và việc cắt giảm ít hơn sẽ tốt hơn. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax, đó thực sự là một động thái chính trị. Hầu hết mọi người nghĩ rằng sẽ chỉ bằng một nửa con số đó. Có lẽ đó là điều đúng đắn nên làm. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ không hiệu quả vì lạm phát đang ở mức khó kiểm soát. Ông Trump cũng dường như chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell khi khẳng định giới chức này đã bỏ lỡ thời hạn để giải quyết lạm phát. Việc cắt giảm nửa điểm mạnh mẽ là lần cắt giảm đầu tiên của Fed trong hơn 4 năm và diễn ra sau khi giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ hơn một năm. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Ngân hàng Trung ương Mỹ và đề xuất rằng các tổng thống nên có nhiều ảnh hưởng hơn đến chính sách tiền tệ của Fed, bất chấp những nỗ lực truyền thống nhằm tách biệt các quyết định khỏi các cân nhắc chính trị. Ông cũng cho biết ông sẽ không tái bổ nhiệm ông Powell làm người đứng đầu Fed nếu ông tái đắc cử. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid. Quyết định này được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC đưa ra trong bối cảnh cả thị trường lao động và lạm phát đều đang hạ nhiệt với mức cắt giảm được cho là mạnh tay 0,5%, đưa lãi suất tiêu chuẩn về dao động trong khoảng từ 4,75% đến 5%. Báo hiệu lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ đang bắt đầu. Ngoài các lần cắt giảm khẩn cấp trong thời kỳ Covid, Lần cuối cùng cơ quan này cắt giảm ở mức tương tự là vào năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngoài quyết định cắt giảm, thông qua biểu đồ Doppler, FOMC còn phát tín hiệu sẽ cắt giảm thêm 0,5 điểm phần trăm nữa vào cuối năm nay. Đối với năm 2025, các quan chức Fed dự kiến có thể cắt giảm tổng cộng 1%, còn năm 2026 là 0,5%. Nhìn chung, biểu đồ cho thấy lãi suất tiêu chuẩn giảm khoảng 2 điểm phần trăm sau quyết định mới nhất của Fed. Theo đó, các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lãi suất chuẩn kết thúc năm 2025 ở mức từ 3,25% đến 3,5%. Đến cuối năm 2026, lãi suất có thể thấp hơn 3% một chút. Trong khi tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ tại Washington DC, việc hạ lãi suất không phải là tuyên bố cho một chiến thắng, đó là tuyên bố về sự tiến bộ để báo hiệu rằng chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới của nền kinh tế và sự phục hồi. Ngày 19 tháng 9, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tổ chức cuộc vận động tranh cử đặc biệt tại bang Michigan, thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri do có sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, trong đó có huyền thoại truyền hình Oprah Winfrey với vai trò là người dẫn chương trình. Các ngôi sao Hollywood, trong đó có Jennifer Lopez, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock và Ben Stiller đã tham gia sự kiện Unite for America, tạm dịch là Đoàn kết vì nước Mỹ, qua hình thức truyền hình trực tiếp từ xa để ủng hộ bà Harris. Bắt đầu sự kiện, bà Winfrey đã hỏi bà Harris về cảm nghĩ khi trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ thay thế tổng thống Joe Biden đương nhiệm. Bà Harris chia sẻ, trong cuộc sống mỗi người đều có những lúc phải tiến lên phía trước, đồng thời kêu gọi người Mỹ cần phải đoàn kết để tránh những nỗ lực chia rẽ bà Harris cũng đã nhắc lại một số những điểm chính trong chiến dịch tranh cử của mình, từ luật phá thai đến kinh tế, nhập cư và kiểm soát súng. Khán giả cũng có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của mình liên quan đến các chủ đề được nhắc tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ở vào giai đoạn quyết liệt khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu. Phó Tổng thống Harris và đối thủ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đang cạnh tranh xích sao. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ New York Times, Siena cho thấy dù bà Harris dẫn trước ở bang chiến địa Pennsylvania, song cả hai ứng cử viên dường như vẫn ngang tài ngang sức trên toàn quốc. Cả hai ứng cử viên đều đang tích cực tìm kiếm sự ủng hộ từ các công đoàn. Trong một bước lùi đối với bà Harris, liên đoàn Teamsters hôm 18 tháng 9 đã lần đầu tiên quay lưng với ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ sau 25 năm. Tuy nhiên, một số chi nhánh Teamsters địa phương đại diện cho một triệu thành viên tuyên bố vẫn ủng hộ chiến dịch của bà Harris trong khi tỷ phú Elon Musk tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Phần lớn nhân viên tại các công ty của người giàu nhất hành tinh này lại quyên góp ủng hộ cho đối thủ của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo Open Secrets, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Mỹ và dữ liệu vận động hành lang, đa số nhân viên tại các tập đoàn Tesla, SpaceX và X đã quyên góp cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Cụ thể, nhân viên tại Tesla đã đóng góp 42.824 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của bà Harris, cao hơn so với mức 24.840 đô la Mỹ cho chiến dịch của ông Trump. Nhân viên tại tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX đã quyên góp 34.526 đô la Mỹ cho bà Harris, so với 7.652 đô la Mỹ cho ông Trump. Trong khi đó, nhân viên của mạng xã hội X đã ủng hộ 13.213 đô la Mỹ cho bà Harris so với con số chưa đến 500 đô la Mỹ cho ứng cử viên Trump. Mặc dù các con số này tương đối nhỏ đối với việc gây quỹ cho chiến dịch, nhưng phản ánh khuynh hướng chính trị trái ngược với chính tỷ phú Elon Musk. Người dân trên khắp Israel đã nhận được tin nhắn giả mạo có tiêu đề cảnh báo khẩn cấp, làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran đã tấn công mạng nước này. Theo J-Post, tin nhắn giả mạo kêu gọi người dân Israel rời nơi đang ở và tìm một khu vực được bảo vệ. Hiện nhà chức trách Israel đang xem xét khả năng tin nhắn được Iran gửi đi vì lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định không gửi cảnh báo và tuyên bố đó là tin nhắn giả mạo. IDF tuyên bố, thông báo được phát tán thay mặt chúng tôi, không có thay đổi nào trong chính sách phòng thủ của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa. Tin nhắn người dân Israel nhận được có chứa một liên kết và bên trên đó là dòng chữ viết sai chính tả với nội dung bạn phải vào khu vực được bảo vệ. Theo Walla Technology, đây là một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn trong công chúng và là một chiến thuật chiến tranh tâm lý. Tin nhắn được gửi vào đêm muộn hôm 18 tháng 9 sau khi một loạt cuộc tấn công mạng kép nhằm vào các thành viên nhóm Hezbollah ở Liban diễn ra hôm 17 và 18 tháng 9 liên quan tới vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Đáng chú ý, quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Axios, Israel có thể đã buộc phải kích nổ hàng loạt máy nhắn tin của các thành viên lực lượng Hezbollah trước nguy cơ âm mưu bị bại lộ. Một cựu quan chức Israel nói với tờ Axios rằng phương án gây nổ máy nhắn tin dự kiến dùng trong trường hợp xảy ra cuộc chiến toàn diện với Hezbollah. Tình báo Israel Mossad vài ngày qua bày tỏ lo ngại về khả năng âm mưu bị bại lộ. Hai thành viên Hezbollah dường như đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với máy nhắn tin của họ. Theo Axios, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan đã thông báo với phía Mỹ vài phút trước khi kích hoạt cuộc tấn công nhưng không cung cấp cho Mỹ thông tin chi tiết. Loạt vụ nổ xảy ra ở Liban và Syria đã gây ra hỗn loạn. Hàng nghìn người bị thương dẫn đến một số bệnh viện ở Liban quá tải. Sau loạt vụ nổ máy nhắn tin, Hezbollah cáo buộc Israel thực hiện hành vi vi phạm an ninh nội bộ lớn nhất của Liban kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Những sự kiện này đã đặt Iran vào thế khó. Trong hai tháng qua, Iran đang giải quyết vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas tại Tehran. Giờ đây, đại sứ của nước này lại nằm trong số những người bị nhắm mục tiêu ở Liban mặc dù Tehran đã lên án hành động của Israel, nhưng các chuyên gia tin rằng cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Israel là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, Iran có thể khởi xướng các hành động trả đũa thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah để củng cố ảnh hưởng trong khu vực. Về phần mình, Hezbollah có lý do riêng để đáp trả. Trong năm qua, nhiều tay súng của nhóm này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, bao gồm cả các chỉ huy chủ chốt như Fuad Suk đối với Hezbollah. Đây không chỉ là hành động đáp trả mà còn là thách thức nghiêm trọng về danh tiếng. Nếu họ không phản ứng, vị thế và sự ủng hộ của họ ở Liban có thể giảm mạnh. Một nguồn tin tình báo Mỹ xác nhận với kênh ABC News, Israel có vai trò trong sản xuất các máy nhắn tin vừa bị kích nổ nhằm vào các tay súng Hezbollah và loại chiến dịch ngăn chặn chuỗi cung ứng này đã được lên kế hoạch ít nhất 15 năm. Theo nguồn tin trên, kế hoạch cho vụ tấn công liên quan đến các công ty vỏ bọc, trong đó có nhiều nhân viên tình báo Israel và tài sản đứng sau một công ty hợp pháp chuyên sản xuất máy nhắn tin. Ít nhất một số người tham gia vào công việc này không biết họ thực sự đang làm việc cho ai. Vai trò của Israel trong sản xuất máy nhắn tin lần đầu được tờ The New York Times đưa tin. Theo các nguồn tin, từ 28 đến 57 gram thuốc nổ và một công tắc kích nổ từ xa để kích nổ đã được gai vào trong các máy nhắn tin theo Bộ trưởng Bộ Y tế Liban. Firas Anabiat, các vụ nổ ở Liban xảy ra sau khi máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ, làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 2.931 người bị thương. Cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel đã nghiêm trọng hơn vào ngày 19 tháng 9, khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Liban và Hezbollah đáp trả. Cả BAC Consulting, công ty có trụ sở tại Hungary, được ký hợp đồng sản xuất các máy nhắn tin thay mặt cho công ty Gold Apollo ở Đài Loan, Trung Quốc và bản thân công ty Gonapolo đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận của ABC News. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan Trung Quốc, Cố Lập Hùng, ngày 20 tháng 9 tuyên bố Đài Loan không liên quan đến vụ nổ hàng loạt mà nhắn tin gần đây ở Liban. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Quách Chí Huy đã khẳng định Đài Loan Trung Quốc không sản xuất máy nhắn tin có thể phát nổ. Về phần mình, một phát ngôn viên của chính phủ Hungary nói rằng các máy nhắn tin phát nổ ở Liban chưa từng ở Hungary và công ty BAC chỉ là một trung gian thương mại không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động ở Hungary. Trong khi đó, trong bài phát biểu ngày 19 tháng 9, lãnh đạo Hezbollah là ông Hassan Nasrallah chia sẻ rằng ba lãnh đạo cao cấp của nhóm này dùng các máy nhắn tin cũ, không phải các thiết bị mới được sử dụng trong vụ tấn công vừa rồi. Các thiết bị phát nổ được nhập vào Liban 6 tháng trước. Hezbollah đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về các vụ nổ. Ngày 19 tháng 9, Phái đoàn Thường trực của Liban tại Liên Hợp Quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ của nhà chức trách phát hiện các thiết bị liên lạc phát nổ trong tuần này tại Liban đã được gài sẵn chất nổ trước khi được nhập khẩu vào nước này. Cụ thể, trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phái đoàn Liban cho biết, điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị phát nổ đã được gài sẵn thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi vào Liban và được kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó. Phái đoàn lên án các vụ tấn công khốc liệt này và cho rằng sự việc gây tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Gaza và miền Nam Liban đại diện Liên bang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công tại phiên họp khẩn theo kế hoạch diễn ra trong ngày 20 tháng 9 nhằm thảo luận về diễn biến mới trên. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận thực hiện vụ tấn công mà nhắn tin vào bộ đàm ở Liên bang. Theo hãng tin Reuters, sau liên hoàn vụ nổ các thiết bị liên lạc ở Liên bang những ngày qua, tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Hossein Salami, nói với lãnh đạo lực lượng vũ trang Hezbollah, Liban, Ông Hassan Nasrallah rằng Israel sẽ bị trừng phạt từ trục kháng chiến Iran. Ông Salami khẳng định Israel sẽ bị trừng phạt. Những hành động khủng bố như vậy chắc chắn là kết quả của sự tuyệt vọng và những thất bại liên tiếp của chế độ do thái Israel. Điều này sẽ sớm gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ trục kháng chiến và chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chế độ này. Bị cô lập và chịu hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều năm qua, Iran tìm cách gây ảnh hưởng ở Trung Đông bằng cách hậu thuẫn về tài chính và vũ khí cho một liên minh dân quân có cùng quan điểm chống phương Tây được Tehran gọi là trục kháng chiến như đã nhắc ở trên. Về mặt lý thuyết, các lực lượng đồng minh này sẽ thay mặt Iran chiến đấu chống lại Israel, Mỹ cùng những lợi ích khác của phương Tây ở khu vực, giúp họ tránh được trách nhiệm trực tiếp. Iran lâu nay vẫn dựa vào mạng lưới đồng minh được gọi là trục kháng chiến để thể hiện sức mạnh. Nhưng chiến lược này đang bị thử thách. Bởi vậy, phản ứng mạnh mẽ từ trục kháng chiến mà ông Salami nói tới ở trên cũng gặp phải những cản trở nhất định. Ông Andrew Tabler, cựu giám đốc về trung tâm tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho rằng Iran giống như một cỗ xe do một nhóm những con ngựa ngang bướng kéo đi. Về mặt lý thuyết, các lực lượng đồng minh này sẽ thay mặt Iran chiến đấu chống lại Israel, Mỹ cùng những lợi ích khác của phương Tây ở khu vực, giúp họ tránh được trách nhiệm trực tiếp. Tuy nhiên, trước những biến động mới ở khu vực, những vết rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong chiến lược này. Cách đây không lâu, Iran cáo buộc Israel ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran và lời thề trả đũa của họ đã khiến cả Trung Đông chìm trong lo âu. Israel không thừa nhận cũng không phủ nhận cáo buộc và đang chuẩn bị đối phó với đòn tập kích từ Iran. Nhưng khi Tehran cân nhắc cách phản ứng với Tel Aviv, họ cần tìm ra cách tấn công vừa đủ để đảm bảo khả năng gian đe mà không gây ra hành động trả đũa nhắm vào lãnh thổ của mình, cũng như đảm bảo hài hòa lợi ích của các nhóm dân quân trong trục kháng chiến. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, các đợt công kích của không quân nước này trong tối 19 tháng 9 đã phá hủy 100 bệ phóng với khoảng 1.000 quả tên lửa của Hezbollah. Ngoài ra, nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của nhóm vũ trang Liban cũng bị san phẳng. Hoạt động tấn công được đặc biệt đẩy mạnh từ chiều tối 19 tháng 9 sau khi IDF xác nhận có binh sĩ thương vong trong các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào miền Bắc Israel. Theo một số nguồn tin, an ninh Liban, loạt cuộc không kích tối 19 tháng 9 nằm trong số những đợt oanh tạc dữ dội nhất của Israel vào Liban kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cùng với việc đẩy mạnh không kích vào Liban, quân đội Israel kêu gọi người dân tại các cộng đồng dân cư khu vực biên giới phía Bắc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng bị, bao gồm việc ở gần các hầm trú ẩn, hạn chế di chuyển ra ngoài và tập trung đông người. Ở diễn biến khác, trong bài phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết vụ nổ may nhắn tin và bộ đàm trong các ngày 17-18 tháng 9 đã vượt qua mọi danh giới đỏ. Ông nói đối phương đã vượt qua mọi sự kiểm soát, luật pháp và đạo đức, đồng thời cáo buộc hành động của Israel có thể được coi là tội ác hoặc tuyên chiến. Trong khi đó, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami nói với ông Nasrallah rằng Israel sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ phe kháng chiến, Ngụ ý nói đến các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Hezbollah, Houthi, Hamas và các nhóm dân quân ở Iraq và Syria. Israel chưa phát biểu trực tiếp về các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm. Một số nguồn tin an ninh cho biết, cơ quan tình báo Mossad của nước này có thể đã gài thuốc nổ vào các thiết bị trước khi chúng được đưa đến Liban. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết, Israel sẽ tiếp tục hành động quân sự nhằm vào Hezbollah. Ông Galan tuyên bố, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các cộng đồng ở phía bắc israel được trở về nhà an toàn hezbollah phải trả giá nhiều hơn trước nguy cơ chiến sự gia tăng và lan rộng ở trung đông các quốc gia đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế bộ trưởng bộ ngoại giao anh david lamy kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa israel và hezbollah mỹ cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng xung đột nhà trắng cho biết một giải pháp ngoại giao là có thể đạt được và cấp bách cho cuộc chiến giữa israel và hezbollah Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho biết trong một cuộc họp báo rằng Mỹ sợ hãi và lo ngại về khả năng xung đột ngày càng gia tăng. Theo chúng ta đã nghỉ hưu Okna Mizrahi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, INSS, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia về chính sách đối ngoại tại Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Israel vụ nổ đồng loạt hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của các thành viên Hezbollah tại Liban và Syria đã đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc xung đột tiêu hao giữa lực lượng phòng vệ Israel IDF và Hezbollah, dẫn đến cả hai bên đều đang bước trên một làn danh nguy hiểm. Ngay sau vụ việc, Hezbollah tuyên bố sẽ có phản ứng phù hợp, nhưng sự kiện này thực tế đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho nhóm, làm suy yếu cả về mặt chiến lược và tinh thần, đồng thời đẩy cả hai bên đến bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm không chỉ gây ra thương vong lớn mà còn làm tê liệt hệ thống liên lạc và chỉ huy của hezbollah hàng nghìn thành viên của nhóm bao gồm nhiều quan chức cấp cao đã bị thương các bệnh viện tại liban đang phải đối mặt với lượng lớn thương vong khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải điều này đặt ra một thách thức lớn cho hezbollah trong việc tiếp tục duy trì hoạt động quân sự hiệu quả trong bối cảnh đó hezbollah hiện đang đối mặt với một quyết định chiến lược quan trọng liệu họ có nên phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức hay tiếp tục duy trì chiến lược tiêu hao hiện tại để tránh một cuộc xung đột lớn hơn với Israel. Chuyên gia Mizrahi dự đoán nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah có thể đang phối hợp với Iran để đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược phản ứng. Iran là một đồng minh quan trọng của Hezbollah và đại sứ của nước này tại Liban cũng đã bị thương trong các vụ nổ. Điều đó càng làm gia tăng tính phức tạp của tình hình và bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Hezbollah cũng sẽ phải cân nhắc đến mối quan hệ này. Về phía Israel, họ cũng đứng trước hai lựa chọn quan trọng. Lựa chọn đầu tiên là tạm dừng và chờ đợi, tận dụng sự bất lợi hiện tại của Hezbollah và tìm cách giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Đây có thể là cơ hội để Israel giải quyết các vấn đề chính trị và quân sự ở phía Bắc trong khi tiếp tục theo dõi tình hình ở Gaza. Tuy nhiên, lựa chọn này có nguy cơ không mang lại kết quả lâu dài bởi khả năng thành công trong việc duy trì hòa bình với Hezbollah là rất thấp. Lựa chọn thứ hai, mạo hiểm hơn, là israel có thể lợi dụng sự bối rối và tổn thương của hezbollah sau các vụ nổ để thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm làm suy yếu thêm lực lượng này hành động đó có thể làm giảm khả năng quân sự của hezbollah và hạn chế sự liên kết của nhóm với các cuộc xung đột ở gaza tuy nhiên việc gây áp lực thêm lên hezbollah có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn không chỉ với hezbollah mà còn với toàn bộ phe người cia trong khu vực bao gồm cả iran dù Hezbollah có phản ứng ngay lập tức hay không, các vụ nổ đã đẩy hai bên vào một quỹ đạo đối đầu ngày càng nguy hiểm. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Với tình hình ở Gaza vẫn căng thẳng, bất kỳ sự leo thang nào ở phía Bắc cũng có thể khiến Israel phải đối mặt với một cuộc xung đột trên nhiều mặt trận từ Liban đến Syria và cả Gaza. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah không chỉ đơn thuần là vấn đề nội bộ giữa hai bên mà còn có sự tham gia của các cường quốc khu vực và quốc tế như Iran. Điều này khiến tình hình trở nên phức tạp và khó lường khi mỗi động thái quân sự đều có thể kéo theo sự tham gia của nhiều bên liên quan, đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn lâu dài. Vì vậy, vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah đã gây ra một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột kéo dài giữa nhóm này và Israel. Trong khi Hezbollah phải đối mặt với tổn thất nặng nề và mất khả năng tổ chức phản ứng tức thì, israel cũng đang cân nhắc các lựa chọn chiến lược tiếp theo cả hai bên đều đang bước trên một làn danh nguy hiểm và nếu không có sự kiềm chế và đối thoại cuộc xung đột có thể nhanh chóng trở thành một cuộc xung đột toàn diện đe dọa sự ổn định của toàn bộ khu vực trung đông